Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây ra dịch lớn với nhiều người mắc cùng lúc, làm cho công tác điều trị khó khăn, có thể gây tử vong, nhất là đối với trẻ em. Thực tế không phải trường hợp nào được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết cũng phải nhập viện điều trị, bệnh nhân có thể được chỉ định điều trị tại nhà. Tuy nhiên đối với những trường hợp này thì người dân cần hết sức chú ý, theo sát các dấu hiệu kịp thời để phát hiện những bất thường nếu có. Vậy những lưu ý đó là gì thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những phóng sự sau đây. Chuyên gia khuyến cáo, sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm, có thể gây nhiều biến chứng, thậm chí dẫn tới tử vong. Vì vậy, người dân không được chủ quan. Khi sốt đến ngày thứ 2, thứ 3 không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế thăm khám, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Sốt xuất huyết là một bệnh có thể gây tử vong, có thể diễn biến rất nặng và có những triệu chứng mà diễn biến rất là khó lường trước. Và sốt xuất huyết cần phải chẩn đoán rõ và các cái biểu hiện của nó theo cái giai đoạn của bệnh, và đặc biệt là từ ngày thứ 3 trở đi là giai đoạn cảnh báo nặng. Chính vì vậy cho nên sốt xuất huyết là bệnh không thể tự điều trị hoặc tự mua thuốc được. Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân chỉ có phản ứng sốt, cần được theo dõi sát. Người nhà cần cho bệnh nhân uống paracetamol đúng chỉ định để hạ sốt. Sau thời gian này, khi hết sốt, nhiều người nghĩ đã an toàn. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo, sau khi hết sốt, người bệnh cần được chăm sóc chu đáo và nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đặc biệt là theo dõi những thay đổi của cơ thể. Bởi đây là giai đoạn nguy hiểm, tiểu cầu giảm nặng và thoát huyết tương. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đưa ngay tới cơ sở y tế thăm khám. Chúng ta cho bệnh nhân uống nước nhiều, nước orezon hoặc nước trái cây, nước dừa, nước cam, nước chanh. Và nếu bệnh nhân sốt cao, đau mỏi người nhiều thì có thể uống hạ sốt. Nhưng mà từ thường nên từ ngày thứ 3 trở đi thì bệnh nhân nên quay lại bệnh viện để xét nghiệm máu để kiểm tra xem là tiểu cầu có bị giảm quá nhiều không, và cái hematocrit, tức là máu có bị cô đặc không. Nếu mà những trường hợp ấy mà nặng lên, mà tăng lên nhanh thì chúng ta phải nhập viện điều trị kịp thời, chứ nếu không thì dễ bị nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo với bệnh nhân sốt xuất huyết, việc bổ sung dinh dưỡng rất quan trọng, từ đó giúp người bệnh thêm sức đề kháng, vượt qua bệnh nhanh hơn. Lưu ý, người dân tuyệt đối không được tự ý truyền nước tại nhà, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân sốt huyết rất quan trọng. Chúng tôi theo dõi rất là nhiều những bệnh nhân 3 ngày đầu bị sốt rất cao, rất mệt, và nhiều bệnh nhân chán không muốn ăn hoặc là cảm thấy đắng miệng không muốn ăn. Nhưng những bệnh nhân nào giai đoạn đó mà cố gắng ăn đủ bữa, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là đạm, thì đến giai đoạn sau các cái biểu hiện biến chứng nó rất là ít gặp. Mặc dù có những bệnh nhân tiểu cầu giảm rất thấp nhưng mà không có biểu hiện biến chứng, hoặc nếu bệnh nhân có những biến chứng thì chúng tôi điều trị cũng rất là, bệnh nhân rất dễ hồi phục. Nếu mà được hỗ trợ như của nhân viên y tế mà truyền nước trong những lúc sốt cao, những cái ngày đầu thì cũng được. Thế nhưng còn những ngày sau thì phải căn cứ vào những cái khám của bác sĩ cũng như là kết quả xét nghiệm để không chỉ định truyền dịch lan tràn, bởi vì nếu mà truyền dịch lan tràn thì rất dễ bị thừa nước và nguy hiểm đến tính mạng. Sốt xuất huyết đanh thường gây ra sốt và kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, đau nhức. Bệnh diễn biến đa dạng và khó lường, cần được theo dõi giám sát của nhân viên y tế, kể cả điều trị ngoại trú. Vì vậy, vào những mốc quan trọng, người bệnh cần đến bệnh viện thăm khám lại, tránh những biến chứng nguy hiểm như tiểu cầu tụt thấp, phù não, co giật, suy đa tạng.